Nhiều ngày nay, lực lượng quản lý trật tự đô thị thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi tiểu bậy ở trên địa bàn. Những người vi phạm buộc phải dội nước thật sạch tại chỗ, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC 14. Theo đội quản lý trật tự đô thị quận 1, khu vực vòng xoay Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh là điểm nóng về tình trạng tiểu bậy và xả rác bừa bãi trên địa bàn thời gian qua. Ghi nhận tại khu vực này trong chiều qua, lực lượng quản lý trật tự đô thị đã nhắc nhở, lập biên bản hành vi vi phạm quả tang và xử lý 2 trường hợp. Người đàn ông này sau khi bị phát hiện dừng xe máy tiểu bậy ngay bên đường, đội quản lý trật tự đã nhắc nhở và yêu cầu phải xin nước dội sạch tại chỗ. Khách ở Bình Chánh lên rồi làm giấy tờ xuất cảnh ở bên chỗ bộ nội vụ nè. Rồi bất tiểu quá trời, chờ chưa tới giờ á, bất tiểu quá không biết rồi chạy lại đây. Thiệt mình không gành ở đây mới lên lần đầu á. Đội quản lý trật tự đô thị cho biết những trường hợp người dân lần đầu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, yêu cầu lấy nước dội sạch. Nếu phát hiện những trường hợp cố tình vi phạm mới là biên bản xử phạt nghiêm. Người dân, đặc biệt là những gia đình ở gần các điểm nóng về tình trạng tiểu bậy xả rác vô cùng phấn khởi trước việc xử lý này. Ở đây là nhiều nhất là taxi này, xe ôm những người đi đường vào đái rất là nhiều. Mà thành phố là thành phố mang tên Bác, đâu phải là thành phố bình thường, đâu phải là một cái phố quê nào đó. Mà chỗ này là yêu cầu là không cho đậu xe ở đây nữa. Tức là theo tôi là tất cả cái đường bên đây không cho đậu xe, để cho nó thoáng cho người ta không có chỗ đi. Tại vì đi vệ sinh ở ngoài đường vậy là mưa bất thẩm mỹ lắm. Ở đây mình là khách du lịch rất là nhiều, mà họ cứ đứng vậy là nhìn không hay. Thậm chí có khi là đến Bắc xong rồi qua bên này xin xô nước, tạt nước ở bên đó. Thậm chí có thể khách mà đi vãng lai có thể nói nhờ vệ sinh, mình cũng sẵn sàng mình cho đi nhờ vệ sinh, chứ đi ngoài đường nhìn mất thẩm mỹ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 1, ngoài nhà vệ sinh công cộng sẽ tuyên truyền vận động các nhà hàng, quán ăn, khách sạn trên địa bàn cho người dân đi vệ sinh miễn phí. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 2, mức phạt cho hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định là từ 1 đến 3 triệu đồng. Hành vi vứt, thải, bỏ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.